quanh mình. Ngày trôi qua như bao ngày, có lẽ đã đến lúc phải đổi thay ngay thôi. Tại sao người khác làm được mà ta chưa làm được? Tại sao người khác thành công mà ta thất bại? Chung Du Dung là nhà tư bản công nghiệp, doanh nhân, tỷ phú và là nhà từ thiện người Hàn Quốc, nhà sáng lập tập đoàn Hyundai, tập đoàn đa quốc gia có quy mô lớn thứ hai tại Hàn Quốc, chỉ sau tập đoàn Samsung. Ông là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với nền kinh tế Hàn Quốc nói chung, cũng như có những đóng góp cá nhân to lớn trong quá trình khôi phục vương bình của quốc gia này trong những thập niên sau đó. Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách, thuật lại chi tiết cuộc đời và sự nghiệp của Chung Du Dung, cố chủ tịch tập đoàn Hyundai. Không chỉ kể lại hành trình và kinh nghiệm của người sáng lập nên một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới, mà còn chứa đựng những bài học ấn tượng về quản trị kinh doanh cũng như đạo làm người. Đây là quyển sách gối đầu giường của rất nhiều thế hệ doanh nhân. Qua lời kể của Chung Du Dung, người đọc sẽ hiểu được tuổi thơ nghèo khó và khát khao làm giàu của cố chủ tịch tập đoàn Hyundai. Ba lần trốn chạy khỏi gia đình, khỏi đồng quê để có thể bước chân vào thương trường. Ông gây dựng cơ nghiệp từ kẻ không một xu dính túi, kinh doanh dịch vụ sửa chữa ô tô, sau đó bước vào thị trường với việc sản xuất xe hơi, rồi lại mở rộng lĩnh vực sang xây dựng nhà ở, cầu đường, đóng tàu, v.v. Con đường vươn tới thành công của ông hoàn toàn không có màu hồng, vừa có chút thành tựu thì lại có biến cố để đưa ông về với mức khởi đầu. Điều quan trọng là con người ấy đã không bao giờ nghĩ rằng mình thất bại. Tinh thần chiến đấu với những ngặt nghèo của số phận mà Chu Du Dung tự trang bị cho mình không chỉ giúp ông chạm đến thành công mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều thế hệ doanh nhân trẻ ở Hàn Quốc nói riêng và thế giới nói chung. Trong cuốn tự truyện của mình, ông viết: mọi thứ đều quân bình, vận may rủi đều đến với con người như nhau. Quan trọng nhất là phải nỗ lực không ngừng và biết chớp thời cơ. Với triết lý đó, Chu Du Dung tin rằng thất bại hay không tùy thuộc vào định nghĩa của mỗi người. Nếu bạn định nghĩa mỗi lần vấp ngã là một lần thất bại, thì đó thực sự là thất bại. Nếu bạn định nghĩa một lần vấp ngã đơn giản chỉ là thêm một thử thách, thì bạn mãi mãi là người bất khả chiến bại. Trong Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách, người đọc sẽ nhận được rất nhiều bài học kinh doanh sâu sắc. Bởi mục đích lớn nhất khi Chu Du Dung dành thời gian thực hiện tập sách này là truyền kinh nghiệm cho thế hệ thanh niên. Ông chia sẻ tất cả những bài học xương máu cùng những bí quyết kinh doanh của mình để người trẻ có thể có thêm kinh nghiệm vững vàng hơn khi bước chân vào thương trường. Trong câu chuyện Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách, có nhắc đến một loài vật, đó là con giận. Khi những con giận không leo lên giường ngủ của người được vì họ chèn ở đó những bát nước, chúng đã dùng một cách khác, đó là trèo xuống bằng đường trần nhà. Những con giận không từ bỏ mục tiêu của mình và nó đã tìm ra được một con đường mới cho mình. Trước mỗi sự việc, mỗi người sẽ có cái nhìn riêng của mình, sẽ có những cảm nhận riêng của mình. Từ cảm nhận đó sẽ có những suy nghĩ và suy nghĩ sẽ gieo hành động sẽ gặt thói quen sẽ tạo tính cách sẽ làm nên số phận. Ý chí đã tạo nên đường đời, số phận của mỗi con người. Bạn đọc sẽ được tiếp cận với những nguyên tắc quản trị mà Chung Du Dung dùng để có thể vận hành một bộ máy đồ sộ với nhiều công ty con, hoạt động đa ngành nghề, đa quốc gia, v.v. Đồng thời, người đọc cũng sẽ tìm thấy được những triết lý kinh điển trong kinh doanh, trong đời sống mà Chung Du Dung đúc kết được sau tất cả những thăng trầm của cuộc đời mình. Đó chính là lý do những triết lý sống cùng với những câu chuyện về cuộc đời của Chu Du Dung đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều doanh nhân trẻ khởi nghiệp. Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách thuộc danh sách 10 cuốn sách truyền cảm hứng sáng tạo cho giới trẻ năm 2018. Bản tiếng Việt của cuốn sách này do dịch giả Lê Huy Khoa thực hiện. Sách dày 312 trang, khổ 15cm, được nhà xuất bản Thế Giới cùng với tập đoàn Trung Nguyên Legal, nhà sách First New ấn hành năm 2019, nằm trong tủ sách Nền tảng đổi đời. Chuyên mục Sách hay nên đọc xin được trân trọng giới thiệu tác phẩm này. Không bao giờ là thất bại,
tất cả là thử thách. Nhịp đời chung quanh luôn quay nhanh, rộn ràng đôi chân